Nhà chị hồi đó giờ ở đây luôn hả chị? Ừ, đó giờ ở đây luôn đó. Dạ, em thấy cái cô mà đi bán vé số mà chạy xe lùng lùng ngang hoài luôn đó, mà em thấy chạy ngang đây hoài à, nhưng mà không biết hoàn cảnh làm sao. Tại vì nhiều người cũng kêu em lại đó quay để giúp đỡ người ta, nhưng mà ngày hôm nay gặp chị ở đây cũng gần đó, em xin hỏi chị là về cái gia đình đó đó chị. Chị thấy như thế nào mà về cái hoàn cảnh chị? Thôi vậy là chỗ đó cũng giúp được đó, chị nói được là được đó. Chỗ đó hoàn cảnh ta khổ rồi đó, giờ ta cũng đi làm mướn làm thuê không đó, chứ không có làm mà đi chơi bời chứ, nó đi làm mướn ăn không đó. Là cùng quê là chị ở chung xóm mà chị biết mà. Ủa, gần gần chị luôn hả? Gần Nhà nhà cách đây xa không chị? cách đây chừng nào cỡ 600 thước chứ gì. Trăm thứ à? Ừ. Rồi cái cuộc sống gia đình đằng đẵng xa đâu chị, kể sơ sơ nghe thứ. Thì mà có mấy công ruộng đó đó, rồi giờ á đó bên chồng cho đó, giờ á là khổ quá trời đó, rồi bắt đầu cái giờ để cho người ta vậy đó, rồi giờ á thì đó quá trời khổ, đi bằng ăn cũng được để cho người ta, rồi giờ cũng lo làm ăn không đó Dạ, tưởng nghĩa là đất đó, đất đai là đã bán hết rồi ha. đất đai á là bên chồng cho đó, rồi khổ quá trời, rồi mấy đứa con lùn đó, rồi cái đâu có đi mặn gì được đâu, Dạ. rồi bán thì cũng ăn cắt cụp đó, sống qua ngày vậy đó. Dạ. Đó, giờ là giúp được chỗ đó là cũng mang ơn rồi đó, chỗ đó đó Chị thấy chỗ đó là nghèo thiệt thật sự không? thật sự luôn đó, Là cần 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 sự giúp đỡ là ngay chỗ đó ha. chỗ đó đi, chỗ đó là mà đó thấy thực tế là giúp được đó, chỗ đó đó Dạ. chứ ngoài ra là mà chị cũng thấy chỗ nãy nói đó là thấy cũng 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 được mà được. Rồi cái gia đình đẳng là cái nguồn gốc hồi xưa giờ là người ta đã như vậy luôn hay Hồi là xưa tới giờ vậy luôn đó. mới sanh ra là đã bị vậy luôn hả chị? Mới sanh ra là lùng hết trơn vậy luôn đó. Dạ. Đó. Rồi trước đây gia đình đó làm nghề gì? Thì làm mướn ăn không đó. Mướn không ha. Rồi chồng chồng của Chồng cha cha của mà hai người con ở đó. chết, ông chết rồi. Dạ. Chết rồi cái bỏ lại bả đó, bả lo bả làm rồi bả nuôi cái tụi nhỏ đó không đó. Rồi giờ nó cũng đi bán nơi đó, rồi cũng mẹ con sống cắt cụp gì đó. Dạ. Thì có nhiều đó đó là cái đó là mà chị cũng nói hết lời luôn đó, là bà bị gần gũi này đó giờ chị biết mà đó, bà mẹ của cái cô lùng lùng nãy đó ở chung xóm với chị luôn đó. Gì hả? Rồi thấy cuộc sống của bà hiền dữ không chị? Thì bả đi làm mướn không, là ai mướn bằng cỏ mặn gì cũng đi hết trơn á. Dạ. Vì Rồi để đó mà giờ một lát tụi em kiếm cái nhà đó xong rồi lại hỏi thăm hoàn cảnh thứ sao. Tại vì không. tụi em đi vòng vòng ở ngoài chợ, người ta nói là có cái cô bán cái số lùng lùng á, mày kiếm cái thằng đó đi, ủa kiếm nhỏ đó đi, gia đình nó khổ lắm đó, mày quay mày giúp đỡ nó. Không mà tao giúp đỡ thật sự đi, bị gì mà ở chợ là Tết đã cho gạo là nhiều dữ lắm luôn đó, Dạ. cho gạo là về chở về ăn Tết đó là nhóc hết trơn luôn đó. Dạ, rồi người ta chỉ trong kinh này rồi tụi em đi dài dài rồi gặp chị em Nhà hỏi cặp chị bé thôi. độ đó không, cái đó là chị nói cũng nói thiệt luôn, cái đó là mà cũng không có ích lợi cho chị, mà chị nói ích lợi cho người ta đi, Dạ. ta thấy ta khổ thực tế luôn đó. Dạ. Thôi diễn viên đó thì được rồi đó, Dạ. cái đó là tin tưởng đi, là ta khổ thiệt chị Rồi cho em hỏi. cũng Dạ. Dạ cho em hỏi cái chị, tức là gia đình đó còn là người lùn không hả chị? lùn không hả, Rồi cha của hai người đó có lùn không? lùn Tức là ông già bả bả cao rồi đẻ con ra, ông già của cô nãy nó lùn cũng mà lùng luôn hả? lùn như cái ông trai ở nhà vậy đó. Lùng hết trơn luôn. Lùn hết trơn luôn đó. Vậy là cái ghen này, cái ghen di truyền. Ghen gì lùng? Chạy lùng gì rồi làm ăn gì Rồi được rồi đâu mấy mà mấy mấy ừ. cô đồ mấy cô của cái cô nãy đó là lùn hết trơn luôn, nguyên cả nhà luôn, Cô cũng lùng dạ luôn. cô cũng lùn luôn đó. Dạ. Ở ghé chợ ông phê ai cũng nói gia đình nó Không mà có mấy nhân cô cũng hậu. còn nghe, mấy cô cũng còn ở cặp bên đó đó lùn luôn thiệt, bữa nào đi lại đẳng coi coi Để lát cô tụi em ruột luôn lội đó. đẳng. Vậy là đây là đẳng kế bên hả chị? Kế bên chỗ cái nhà tường đó, chỗ chỗ ở đó, rồi cái đầu cái mà hỏi thấy là đây nhà nhà của cô nãy chạy xe nãy đó là cô ruột ở cặp bên đó luôn đó, Dạ. cũng lùn luôn đó. Dạ. Rồi vậy em cảm ơn chị nghe chị, để tụi em đi lại đắng em Không thì hỏi cái đó thăm người ta. giúp đỡ cho mấy Dạ người dạ đó đi, dạ. thiệt tôi nói thiệt Dạ. luôn đó. Rồi em cảm Rồi ơn em chị. cảm ơn Cảm ơn chị. chị nghe chị. Rồi. Thưa anh chị, thì nãy giờ là anh chị đã nghe một người cô đã chia sẻ qua, thì em cũng nghe người ta nói rất là nhiều, cho nên là hiện giờ em đang đi kiếm bà chị bán vé số, xong rồi nếu mà chị còn vé số thì em mua hết, còn nếu mà chị hết thì mời chị về nhà để mình biết thêm hoàn cảnh gia đình của chị như thế nào nha anh chị. Thì bây giờ gặp được chị để mời anh chị mình là xem từ từ cùng em nha. Vậy xem là bà về vui nhiều không? Dư đâu dư, dư. Bây giờ nổi với một gì ấy, sao đứt mua Ai? nhà em Sao nổi vậy? không biết nữa.
làm sao cũng được. Dạ. Này dạ, là dạ. Này là ở đâu vậy? Xin nhé, xin giá. Dạ. Sao cũng được chứ hả? Dạ. Dễ vậy. Này mới xin nhé. Cái này người ta bán rẻ. Cái này mình xin. Dạ. Vậy là anh bệnh hơn mỏi nữa. Dạ, 14 tờ. Dạ. Vậy về sớm nha. Dạ. Rồi nhà em ở đâu? Dạ ở dưới Cống Ba Lường ạ. Nhà còn ai nữa không mẹ? Dạ còn người anh nữa mà ông không có đi được cái người này nha. Mà mẹ gì bé đi khờn có lưng nhiều lắm. Nhà có chồng con gì không? Dạ không. Mà con bệnh lên bệnh xuống thôi cái gì có chồng con. Bây giờ nhà em gần đây không? Dạ dưới Cống Ba Lường dưới này ạ. Đi đó khoảng bao xa em? Dạ chừng khoảng 3-4 cây rưỡi số. Bây giờ anh muốn lại thăm nhà em là được. Dạ. Rồi bây giờ là mua hết vé số để về nhà đó. Dạ. Ok, hiểu không? Có ghé thì hỏi mua đồ gì nữa không? Dạ không, xong rồi. Đi về luôn không? Dạ, về luôn. Rồi ok. Rồi bữa nay là anh Út ủng hộ hết số chị Hậu luôn nha. Dạ. Bắt đầu anh em sẽ lại nhà chia sẻ cái hoàn cảnh của chị Hậu của em tìm gửi luôn. Dạ, cảm ơn. Bữa nay bán được nhiêu tờ chị? Dạ, hết ngày nữa là được 200. Vậy là ông anh bữa nay cũng bệnh thêm nha. Dạ, bệnh thêm. Nha. Rồi em thì bây giờ nó đang nổi cái một rồi, tìm hiểu sao đang... Rồi bây giờ về nhà chị tìm hiểu hoàn cảnh nào. Đi bác sĩ coi đi mổ là chị hả? Nhất vô. Nhất có vốn luôn á. Ê, mình làm gì đâu, mình giống như chặn đường cướp ta trời đặng đồ xe gì không có đường cho người ta tốt luôn trời. Rồi đi em ơi. Rồi đi chưa. Thưa anh chị, giờ em mời anh chị mình là đi theo cùng em lại tới nhà của chị mà này để mình xem cái hoàn cảnh gia đình của người ta như thế nào. Nếu mà thật sự khổ thì tụi em là xin nhờ lên tới Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng giúp đỡ cho gia đình. Thì chị thấy là từ hồi sáng giờ chị đi bán là chỉ có được trăm mấy chục tờ rồi anh chị. Thì hồi nãy còn được mười mấy tờ thì anh Út 68 Kiên Giang đã mua hết rồi anh chị. Bây giờ tụi em đi lần lần về nhà của chị. Thì chợ vẫn đang chuyển mưa nữa anh chị. Chị thấy người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này mà phải đi bán vé số hàng ngày để nuôi mẹ và thêm một ông anh nữa. Mà cái trường hợp hoàn cảnh của gia đình á, cái ông anh á thì cũng giống như chị vậy đó, là cũng bị lùn rồi thêm chứng bệnh trung bình rất là nhiều, cho nên là không có đi được, toàn là lết vòng vòng trong nhà không anh chị. Cho nên đó là cái nãy nghe cô nói là cái chứng bệnh lùn này là do gen di truyền của người cha anh chị. Cho nên là mình cũng không có được lành lặn để đi mằng công ty hoặc là đi bươn chải về cái nghề khác. Mà hiện nay thì gia đình rất là khổ, mình nên chỉ là đi mưu sinh bán vé số bằng chiếc xe nè. Để về nuôi mẹ và nuôi ông anh. Chị thấy là chiếc xe này là cũng người ta mới tài trợ cho mấy anh chị. Chứ trước đây là chị chạy bằng chiếc xe đạp, mà xe đạp của em bé anh chị, xe đạp nhỏ của hàng xóm ta cho đó, rồi đạp đi bán lòng vòng mà ta nói thấy cảnh tội nghiệp chứ lắm. Rồi thấy vậy rồi có người tài trợ cho được chiếc xe Honda này, rồi gắn được hai cái bánh hai bên đó anh chị, cái xe của người khuyết tật đó, rồi tập cho chị chạy mấy ngày vậy đó, rồi chị mới chạy đi bán lòng vòng. Thưa anh chị, trời giờ đổ mưa luôn nha anh chị. Chị thấy là đoạn này nó mới vừa tạnh hơi, nhưng mà em thấy khúc lần trước là mưa quá trời mưa luôn. Chị thấy dầm mưa dễ nắng là đi bán về để nuôi mẹ và người anh. Người anh bây giờ thì cũng bị bệnh gì không biết nữa anh chị, mà đi cũng không nổi. Thì để lát em lại tới em hỏi anh thử coi sức khỏe của anh hiện giờ là ra sao. Thưa anh chị, thì hiện nay là tụi em đã tới nhà của mà chị Hậu và anh Hiền rồi nha anh chị. Thì em mời anh chị mình vào bên trong cùng em nha. Dạ, anh chào bác, chào anh. Anh chào chị nha. Dạ. Đây không biết
đến đây xin chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mà cô bác, thì để cho con xin phép con quay vòng vòng nơi đây tí xíu. Đây là bếp nấu ăn mình đó hả cô? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay ăn gì? Nay có gì ăn không? Dở lên thử cái tép hả? Dạ. Dở lên cái đó bụng luôn vậy. Bữa nay này người ta cho hả? Dạ người ta cho ai sớm. Dạ. Ngon quá nè. Đây là đây là rất là cơm quá. Wow, quá nóng luôn, nồi cơm ngon quá. Đang đói bụng nữa. Cơm gì? Đây là bếp nấu ăn của gia đình. Khởi đầu video đi rồi, đồng vô bên ngoài mình coi chứ đâu. Bếp nấu ăn của gia đình. Bếp nấu ăn. Đây là xung quanh nhà, đội ra sao có thứ đây. Sạch sẽ ha. Ở đây là chiếc cửa nhà. Em gắn cái cây quay vô cho anh chị ơi. Ủa mình có nhà sau có không mà sao mình không trang trí nấu ăn đội nhà sau mà trang trí chiếc cửa chị? Dạ, nhà sau nó bị dột. Sao dột hả? Dạ. Dạ. Rồi chiếc xe nãy mình đâu rồi? Đến đâu rồi? Dạ, để vô trong rồi. Vô kho hả? Dạ, để vô trong rồi. Để trong hả? Ủa nhà mình sao đóng cửa vậy? Con chó. Ủa chó nó dữ lắm hả? Dạ nó sủa âm sầm mà không nghe được gì. Nhà mình có mấy người? Hai anh em. Hai anh em với cô thôi. Dạ. Dạ mất dạ, mất bao nhiêu cô? 17 năm. Bác mất 17 năm rồi. Cô được bao nhiêu người con cô? Hả? Cô được mấy người con? Hai người hả? Ba người ngồi sát nhau đi. Anh để tay bình thường thôi, đừng có thanh thang vậy. Đó giờ có đi được không em? Được. Mà bữa nay đi không được hả? Mấy năm nay. Bị gì mà đi không được vậy? Nhức bên hai cái nách. Nhức hả? Nó đau á, đi sụi gan. Có thẹo dít gì đó không? Dạ. Có thẹo dít gì hai bên nách đó không? Không không. Có một. Một gì không? Một cổ rồi. Mổ rồi ở đâu? Dạ. Làm chưa? Làm rồi. Rồi nghỉ đi luôn. Nghỉ luôn. Hết tiền nghỉ đi luôn. Không có tiền đi chị bệnh hết luôn. Rồi chị rồi mà đi không được. Chị rồi mà đi không được. Lúc trước dạ. Thì đi được không? Dạ. Người bác sĩ kêu đi lần nữa đi rồi bỏ không có đi nữa. Bác sĩ nói anh bệnh gì? Vú mỡ. Vú mỡ hả? Dạ. Hình như trước đây em có gặp anh bán vé số cũng mấy năm nay rồi đó. Dạ. Bán vòng vòng chạy anh Thận thì chắc anh Thận mình không? Đi được. Dạ. Đi bán số không? Bây giờ. Rồi giờ nguồn thu nhập trong gia đình mình là nhờ mình nên chị này. Với nhà nước cho hàng tháng. Dạ. Hàng tháng nhà nước cấp cho mình nhiêu anh? 400. 400 một người hay là 500 ạ? 540.000. 540.000. Dạ. Bà có 2 người 1 triệu á. 2 người 1 triệu 8 là 1 triệu 80.000. 2 người là được 1 triệu 80.000. Dạ, cho hộ nghèo rồi nữa. Dạ. Là cái đó là nhà nước hỗ trợ nha. Dạ. Rồi có ai trợ cấp cho thêm gì nữa không mà lâu lâu cũng người ta cho bịch gạo rồi đó. Dạ. Như ta có từ thiện rồi đó. Dạ. Để cho mừng thêm. Rồi chị ngày chị bán được bao nhiêu tờ số chị? Dạ nhầm khi 200, khi 150, khi 180 như đó. Dạ, trung bình ngày mình cũng thu nhập được cũng cỡ 200.000 ha. Dạ. Rồi anh ngưng bán được bao lâu rồi anh? Một năm hả? Dạ, đi không nổi. Dạ. Hồi nãy nghe nói anh có bệnh trung bình, nói mà mặc đồ khó khăn gì đó là nó hết ha anh? Dạ. Bị ngứa ngáy gì không? Không, ngứa ngáy gì chứ. Dạ. Dạ. Rồi hôm giờ anh đi không được, đi bò lăn lăn. Dạ. Đi lăn lăn bò ha anh. Anh tên gì? Dũng qua đây. Anh Hiền. Bỏ anh Hiền nó nhiêu tuổi qua đây anh Hiền? Nó sinh năm 79 á. Nó tuổi đi. Tuổi 4 mấy rồi, 42 à. 43 tuổi. Anh Hiền 43 tuổi nè. Dạ. 43 tuổi. Lâu quá Dũng quên nha. Rồi tới cô. Cô nó nhiêu tuổi? 70, sinh 50 đó.
50 là 7 mấy rồi. 7 mấy tuổi hả? 74 tuổi. Rồi em gái? Dạ 41. Kế em trai luôn ha. Dạ. Có hai anh em à? Có. Rồi lúc trước là em đi bán cái số rồi đi hết là có phương tiện đi không? Đi rồi. Đi không hả? Dạ, chứ dạ, có phương tiện xe gì chứ hả? Cái này cho hỏi câu hơi tế nhị là cái lúc mà bà bác sanh mà hai người con ra là hồi nhỏ là có bị gì, bệnh gì không bác, hay là bệnh hoài luôn của cha? Dạ. Bệnh hoài luôn. Ghen gen của ông già. Là cái gen là ghen ông già vậy, con vậy. Dạ. Là ông già cũng vậy luôn hả? Dạ. Nó bệnh hoài, nhỏ tới lớn nó bệnh hoài. Có ảnh hưởng chất độc màu da cam gì không? Trong cái nghiên cứu của nhà nước đó, có hỗ trợ gì đó không? Có họ người khuyết tật. Dạ. Cho tiền hàng tháng. Khuyết tật nhưng mà trong đó khuyết tật gì, hay là có để là chất độc da cam không? Không. Không. Để khuyết người lùn. Người khuyết tật người lùn ha. Dạ. Không có người lùn nữa, để lễ khuyết tật thôi. Dạ. Có người lùn gì đó. Dạ có lễ khuyết tật người lùn mày, sao mày hay hơn tao, tao đi lẫn luôn cho mày chứ tao không biết. Có người lùn gì đó mình không có thể đâu. Lễ khuyết tật cao. Dạ. Chất độc thì da cam như khuyết tật rồi hết rồi. Dạ. Chị đưa bán mà thường có ai cho tiền thêm không chị? Dạ cũng lâu lâu cũng có mà vài ba chục vậy đó chứ không có nhiều. Dạ. Dạ. Kiểu như người ta thấy mình dễ thương hay là sao mà người ta cho? Dạ người ta thấy dễ thương với hoàn cảnh hơi khó khăn người ta ủng hộ cho, với ta mua với số rồi còn dư được mấy ngàn rồi cái người ta cho luôn vậy. Dạ. Dạ. Rồi mình đây có ruộng nương gì sao không? Không có hả? Có làm gì thêm nữa không? Chỉ có chăn nuôi gì thêm thôi. Con nuôi dịch ra cô nuôi. Chị nó bệnh rồi nó ỉa đá chỗ rồi cô đâu có đi làm. Cái nền nhà này là của ai? Của ông già để lại. Của ông già để lại chỉ có cái nền nhà với nhà thôi ha. Rồi anh đi tới đi lui gì rồi tới mà lui lết tới lết lui. Rồi vệ sinh rồi sao? Hỏi vô bầu đi ra sao? Dạ. À, có nghĩa là cái sinh hoạt của mình là cũng khó khăn nữa ha. Bà mẹ bà lo. Cầu vệ sinh cũng chưa có hả? Có nhưng mà đi không có đi, được. Đi không được. Rồi ỉa trong cọp rồi mẹ bà đi tẩy. Dạ. Vậy hả? Nhưng mà đi đứng rồi khó khăn, đi vệ sinh là khó ha. Vậy hết. Quá đó cô đẻ đỡ nó lên đâu có được đâu. Dạ. Vậy là hiện nay là mà cách sinh hoạt của anh là cũng gặp khó khăn ha. Dạ. Cô đều là giúp đỡ anh hết. Tiêu kiểu là trong tay cơm hết. Dạ đúng rồi. Chị rồi trong lòng anh thấy tủi dữ không? Thấy kiểu như mà mình cũng không có tự lo anh được, mà năm nay mình cũng 40 mấy tuổi mà để mẹ già lớn tuổi mà lo cho mình thấy tủi. Dạ. Thì theo sự anh nói là được biết là anh lúc trước là anh bán cái số bệnh là anh nghỉ đúng không? Dạ. Bây giờ hết bệnh chưa? Đi không được, hết bệnh hết rồi, bệnh. Đi không được. Đi không được, có bán, muốn bán số không? Muốn bán có, tiếp nghệ số có, đi ra ngoài bán tiếp ngồi cửa. Vậy đấy, nghe tiếp nghệ số. Thì hỏi mình có muốn đi nữa. Bán vé số không? Vậy là anh Hiền là ước nguyện của anh là có muốn hết bệnh rồi, có muốn làm công việc gì? Thôi, tiếp bà già. Ai lo cho ai vậy? Bây giờ anh có ước mơ mà một cái phương tiện hay là một cái gì đó để kiếm tiền không? Đó. Là anh ước mơ cái gì anh có thể chia sẻ được không? Chú giúp đỡ rồi đó. Bây giờ nếu mà giờ có chiếc xe anh có thể chạy đi bán lòng vòng được không? Đi xe lắc. Xe lắc thì chắc anh gịch không nổi đâu. Gịch không nổi. Chiếc xe ba bánh mà xe chạy điện. Xe chạy điện là có thể là mình chạy đi bán được vài tiếng, cái đầu mình ghé vô quán mình sạc. Sạc xong cái đầu mình chạy, mà anh còn lái được không? Được, tay hoạt động được. Tay hoạt động được phải không? Lái được không? Lái, đó giờ có lái xe chưa? Có. Có chạy thử cái xe của em chưa? Không, xe chạy thử mới được. Không, bây giờ mình xe điện được. Xe điện mà ba bánh đó là có thể là ngồi lên chạy đi bán với số vòng vòng chợ được. Rồi xong hết điện là mình ghé quán mình sạc. Sạc xong là mình có thể đi bán được vài tiếng rồi mình về, sửa hết số mình về. Bây giờ vậy là cũng vẫn muốn bán với số đúng không?
Rồi ví dụ như trên đường đi bán là lỡ có mắc vệ sinh này kia nọ sao mình xử lý được đâu? Đi vô nhà thầu bò luôn. Bò có thể là đi lên được vô trong nhà đó được không? Để câu đó là trường hợp bất cái gì thôi, mình xin trước đi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi rồi được anh, đừng có nhiều quá. Rồi xin. Là mình đi gì không đó hả? Thì anh di chuyển là như vậy đó cô chú anh chị. Rất là khó khăn, rất là tội nghiệp. Cái di chuyển này hơi khó khăn à. Rồi là mình di chuyển là như vậy nhanh nhất là gì đó thì. Dạ. Quá trời như vậy là rất là tội nghiệp cho anh. Rồi như là thời gian 1-2 năm gần về đây anh có bớt cái bệnh, anh có thấy bớt nhiều chưa anh? Bớt ha. Con cái là bây giờ là đi chưa được. Dạ. Hiện giờ anh có uống thuốc men gì không? Không. Không mỗi hả? Lần có uống gì anh nghĩ nè. Dạ. 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 Bà chế đây mình đi bình thường chế? Dạ, cũng bình thường mà cũng lâu lâu bị sụm hoài. Đi thì mình vẫn đi được nhưng mà lâu bị sụm mà. Có cái đi nó không được giống như tay đi mà. Lâu lâu từ khoảng 2-3 bước là bị sụm xuống nên là nó co xuống này nó cái chân đó, nó quéo lại chính xác đắt được gì vậy? Dạ. Dạ. Giống như là bị dập bẻ vậy không? Dạ đúng rồi, giống như bị dập bẻ. Dạ. Tê giò hả? Dạ đúng. Nó tê mà nó dính, nó đứng nó bám vô trong dưới đất của mình. Dạ. Rồi chiếc xe hồi nãy chạy là người ta giúp đỡ mình hay là mình dạ, tự mần mua? Giúp đỡ hả? Dạ, dắt ra gì á. Rồi anh chạy một ngày vậy hao xăng dữ không chị? Dạ, ngày chạy được 50.000 thì 30.000. 50.000, 30.000 vậy là nội tiền xăng không chiếm gần phân nửa số tiền mình kiếm trong bán số rồi. Dạ, gấp tư. Dạ, gấp tư. Rồi ăn uống nữa. Dạ, ăn uống gì ít có ăn ở ngoài, mua đồ về nhà ăn chung rồi ra về nhà ăn vậy đó. Dạ. Dạ, cũng có ăn ở ngoài nhưng mà ít hơn ăn ngoài. Mua về nhà dạ. Nha. Dạ. Mua về ăn với chung với mẹ với anh ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi thời gian gần đây chị bán đỡ cấp trước không chị Hậu? Bán tệ hơn Vũ ơi. Tệ hơn nữa hả? Dạ. Tại vì dạo này chị nó bị chân nó bị khó khăn đi khó quá. Vậy đó hả? Rồi với bây giờ nó nổi thêm một cái mục gì ở sau đít mà bị mấy bữa nay nó nhức quá. Nhức lắm hả chị? Dạ đừng cỡ hết tháng này đi coi thế nó bị độc hay là nó không độc không biết nữa. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là bây giờ chị ngồi vậy là bị đau không? Nó đau mà nhưng mà nó giống như là kim nó chích chân chỗ cái mục đó. Dạ. Phát hiện lâu chưa chị Hậu? Nó phát hiện gần đây à, chừng cỡ 10 bữa nay. Nhưng mà nó nổi gì nổi lâu rồi nhưng mà nó không bình thường. Rồi chừng cỡ 10 bữa nay là nó có cái cảm giác nó hơi bị nhức. Gì đó hả? Dạ, bị nhức rồi chứ bị thốn. Rồi cũng là chưa tính đi khám mà chưa đi hả chị? Dạ, chưa đi tại vì chưa có đủ tài chính. Cái nhà này trước đây là mình tự cắt hay là nhà nước cắt dạ. Lúc thời còn ba còn sống là ba là cắt ha. Rồi bây giờ mình còn đất đai gì không? Đất trơn luôn. Đất trơn luôn. Lúc trước này nhà không? Lúc trước mình nhiều đất chứ không? Đó được như đó. Như từ đấy vậy đây à? Bên đó hả? Dạ. Rồi cái đa phần đó mình bán cho người ta hết rồi. Nó bệnh là lâu lâu bán thứ, lâu lâu bán thứ. Lâu bán thứ. Bây giờ làm điều hàng ngày ha. Dạ. Bây giờ hết đất rồi ra lấy gì bán? Dạ chịu. Chịu chẳng rồi. Ăn gây gắt cơ ăn ngày vậy đó. Giờ hết thì giờ cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Dạ, dạ. Giờ coi ai thấy hoàn cảnh mình đã giúp đỡ mình đúng không? Dạ phải rồi. Bây giờ tụi em á là chia sẻ lên để cho mà mạnh thường quân trong về nhà ngoài nước có mà thấy được video này á thì xin giúp đỡ gia đình. Dạ. Gia đình mình đâu anh chị đọc địa chỉ chị. Xã Vĩnh Phong, ấp Vĩnh Thạnh. Lớn nha. Vĩnh Kiên Giang. Ấp gì? Ấp Vĩnh Thạnh. Ấp Vĩnh Thạnh. Xã Phong Đông. Xã Phong Đông. Ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông. Thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Vĩnh Thuận mới tỉnh Kiên Giang. Thì cái địa chỉ của anh thì vừa nêu lên cô chú anh chị nào nếu mà xem cái video hôm nay thì thấy gia đình đó thì có thương gia đình cũng như là muốn giúp cái phần nào cho gia đình thì liên hệ đến địa chỉ nha cô chú anh chị hoặc liên hệ đến kênh của mấy anh em như là Vũ Thị Tâm hoặc là tại Minh Thượng hoặc là Ngô Út 68 Kiên Giang. Chị Hậu ơi, như là thời gian ở đây mình bán nó hơi chậm như vậy thì cuộc sống nó
cái ăn uống cái sinh hoạt không quẹt. Chị thôi coi có khi nào mà bán bữa đó không có lời rồi tiền đó mà mình mua đồ ăn hả chị hậu? Về nhà xin giao ở chợ về ăn hả? Đỡ rồi qua ngày sau mình đi bán ăn tiếp. Dạ. Rồi những ngày mưa gió như thế này, nãy đi mưa gió chị là đâu có bán được đâu hả chị? Dạ đúng rồi, bán hơi chậm lại, nhầm bữa có thằng kia em kia gì ôm hết trên 20 tạ. Ôm 20 tạ rồi. Ôm bữa nào thành tỷ phú luôn rồi sao? Dạ không thấy tỷ phú mà thấy bữa đó thấy không có đồ ăn. Dạ. Dạ. Rồi đồ ăn là phải đi mua, có ai đi kiếm đồ ăn được không? Có bắt nhái, bắt cóc gì? Dạ không, mẹ đâu, bán gì đâu có ai đâu mà. Đó là ăn toàn dịch đồ không à? Dạ. Còn dịch đồ gì để ăn đó là bán? Dạ để bán. Dạ để bán rồi kiếm tiền mua gạo đồ thêm chứ nhiều khi người ta cho cũng bịch gạo hai bịch gạo đâu có được. Rồi dịch thì nó quẩn quẩn đây không hả? Đâu ra ngoài được hả? Nó không đi á. Đất mình đó của ai? Dạ của người ta. Rồi người ta mốt cho làm lúa làm ruộng rồi sao? Vì mình gạo lại. Gạo lại rồi nó ở chung liên quanh với mình hả? Dạ. Nó vô ngày quá trời luôn rồi nè. Dạ. Có dễ không? Dạ có chứ. Chứ dễ gì nó không mẹ? Dễ luôn hả? Giờ mình dạ. Mắc phải vệ sinh dạ. Nó đủ thứ chứ. Dạ đúng rồi. Và bà nuôi anh cảm thấy cực chứ không bà? Cực đó. Cực lắm hả? Dạ, bỏ đâu giờ con. Dạ. Dạ, con mình là biết sao vậy hả bà? Giờ phải gắng cố gắng mình phải lo chứ giờ sao giờ mình là người thì... Nói chung là không có cái gì hết, còn con nó có một cái vấn đề gì rồi thì cũng tụi con cũng hy vọng là cái clip này đăng lên là có mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ ủng hộ cho gia đình của bà để vượt qua những cơn khó khăn. Chứ thấy mà một mình anh chị mà đi làm rồi bán số hàng ngày, rồi nuôi bà, rồi nuôi luôn người anh mình. Mà người anh mình với bà thì giờ cũng lớn tuổi nữa rồi. Rồi chị thì lại mang bệnh nữa. Lúc gì đi mình có gì cũng đi. Hôm qua mới bị té này nha. Dạ. Té đó hả? Ừ. Đâu? Rồi rồi té chạy rồi. Chạy xe té luôn hả chị? Chạy xe, té bộ nữa. Té nó lăn cái xe luôn á chị ơi. Con chạy bao giờ mới nào đẹp trai vậy đó, xe luôn tại. Trời ơi, bầm dưới vậy đó hả? Ừ, bầm dưới đây luôn. Bao giờ mới nào đẹp trai không tới té xe vậy hả? Ở đâu? Chị hả, tính đâu giờ mình đẹp trai xe đó, xe của đàn ông Vina chị nha. Thì dạ. Tụi con ở đây là làm cái nhịp cầu nối để truyền tải lên rồi coi có các nhà hảo tâm đó thấy cái hoàn cảnh khó khăn của nhà cô. Ừ, nó đang bị tè á, cái bóp của nó không có cảm giác gì, nó lật ngược rồi. Trời té bầm tím cái đùi chị chứ gì đó ha. Dạ bầm ngay luôn, gắt luôn cái quần ngon qua luôn. Anh có mong muốn mình được bao nhiêu số tiền để mình làm một cái công việc gì không anh? Nhưng mà ví dụ như giờ người ta giúp cho tiền mình xài cũng hết à. Mình phải có một cái việc gì đó mình làm mới được. Tức là mình còn có sức thì mình lao động. Ý là Hi hỏi bây giờ Hi giúp cho một cái số tiền. Rồi Hiền á, Hiền cảm thấy là Hiền có làm được cái đồng tiền nó ra ít thôi gì không? Cái đồng tiền ra nữa. Dạ. Tức là em muốn bán vé số thì em mới có vốn đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ khả năng bán một ngày vé số là được bao nhiêu tờ vé số? Dạ, thường đấy. Ở đây cũng ít khách thì cũng trăm vé trở lại. Trăm vé ha. Dạ, dạ. Thì ước muốn của em là lành lặn khỏe mạnh thì em sẽ bán vé số. Dạ. Mà muốn bán vé số thì phải có tiền. Dạ. Cho nên thì thông qua clip này tụi anh đăng lên rồi coi có nhà hảo tâm hoặc là mạnh thường quân gì đó giúp đỡ cho em với số tiền mà để em bán vé số hoặc là dạ. Hoặc là một chiếc xe để em chạy với em lết ngoài lộ nhựa sao được. Dạ, nóng. Cái trường hợp này mình có cho cái công an mình đây ấp địa phương rồi đó. Xe được không cô? Hả? Công an ấp mình à, có cơ chức năng á, tức là địa phương xã mình á, có ai mà mình cho cơ quan hay á để cấp cho anh chiếc xe á, hỗ trợ cho anh một chiếc xe, hỗ trợ cho em rồi đó, đó em người riêng còn em người riêng nữa, không có đó, tài trợ hai người chung nhau, không được, dạ. Mình không có thu nhập riêng chứ, mình xin cứ xin, có hỏi mấy ổng rồi, xin, mấy ổng có nói nhưng mà cho xe lăn chứ không phải là xe kia. Nếu mà xe lăn á thì anh hai anh đâu có lên được ngồi đâu,
thì lần cái cổng nó nhỏ xíu rồi ổng thì chờ má nữa rồi thì lần nó dặn người có 40-50 kg à, mấy người về đó thì đang mà chiếc xe điện giờ có nhiêu tiền chiếc xe điện mà hả không chiếc xe điện kia xà xơ hơn á. Để qua chương trình này coi, để kêu gọi các nhà hảo tâm đó coi ai giúp đỡ thì có gì liên hệ thì anh. Chiếc xe điện ba bánh, ba bánh mà có 6 triệu hả? Dạ. Có nó ngò đó. Đâu có mười mấy triệu đó, ông hai. Rồi bây giờ thì tụi con tới đây thì cũng có món quà của thằng em bên Cà Mau, nhà hảo tâm gửi cho một ít quà hay nói là tiền đi. Để cô mua cái gì đó gạo, mua gạo để trang trải cuộc sống nha. Dạ. Có Mạnh Thường Quân nha. Mà ở Cà Mau đọc tên lên luôn. Không người ta không cần đọc tên, chỉ nói gì thôi. Dạ, nếu mà Mạnh Thường Quân giấu tên. Nếu mà nhà hảo tâm này có tấm lòng gì đó, người ta có thể lại một chuyến nữa giúp đỡ cho em làm những gì đó. Dạ. Nhưng mà cái này mình chỉ nói như vậy thôi, còn giúp đỡ còn không là do cái nhà hảo tâm nữa nha. Dạ, dạ. Em chỉ là một cầu nói nhỏ để gửi đến mà quý vị khán giả cũng như mà anh chị trong nước gần xa đó thấy hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Một mình chị mà có thể là đi bán vé số hàng ngày để nuôi mẹ già và người anh. Cảm ơn đồng nhiều nha cô. Rồi cô nhận nha. Đó cái nhà người nhà hảo tâm ở bên Cà Mau. Dạ, ta xin gửi cho gia đình. Cô là mua gạo nước mắm này để trang trải cuộc sống. Rồi cũng thông qua chương trình là cảm ơn cô chú anh chị và cảm ơn người em ở Cà Mau. Đây để hỏi anh này chút xíu đây. Rồi bây giờ nè, bây giờ hỏi anh nè, giờ có người giúp cho chiếc xe rồi mình đi buôn bán được không? Dễ không? 2 giờ yếu thôi, cái tay bình thường. Cái tay còn mạnh ha. Dạ. Cái tay còn mạnh, bây giờ chiếc xe lắc bằng cái tay thì chắc có lẽ mình lắc không nổi đâu ha. Dạ. Bây giờ phải xài xe điện. Xe điện. Xe điện rồi mình chạy vòng vòng mình bán. Dạ. Bán mà bây giờ cái vụ mà mình xin tài sản. Cái vụ mình đi vệ sinh này nó thấy nó khó khăn nè. Dạ, gán bò. Yeah. Nếu mà bây giờ mình gán bò đi được thì sao, tại sao ở nhà mình không gán bò đi? Gán bò để cho mẹ mình mà đi xử lý cho mình. Con gán bò đây mình đi một hôm. Đi mua dài dịch đó, sợ có bò đi đập cái dịch rồi cho nó yến. Có nghĩa là sợ dơ ha. Tội nghiệp anh lết cái lu chỗ gà dịch này ép lùm la trơn rồi. Đó. Rồi lết ngay cái bãi đó không, người tắm không? Tắm. Nước sao mình không làm một cái chuồng để cho nó ở riêng? Ở gì nó không lớn, lâu lắm. Thả lỏng gì nó mới mà lớn. Dạ. Nhưng mà cái này nó ô nhiễm lắm, ảnh hưởng tới sức khỏe mình nữa. Ô nhiễm tới sức khỏe là nhưng mà đi gào lên. Nhưng gì sao mà đi gào đi hái gì được đây? Rồi rồi mấy lứa gào này ai gào cho em? Giờ mới cái gào ra. Cô gào hả? Dạ. Bây giờ còn gào nổi không cô? Gạo có lâu rồi, con gạo rồi. Em hy vọng cái clip này đăng lên là cũng có người tài trợ cho anh một chiếc xe để anh đi bán vé số để giúp đỡ tiếp gia đình. Chứ bây giờ nếu mà anh ở nhà mà để bà chế làm ra mà nuôi hai người thì em thấy là rất là khó khăn. Bây giờ sức khỏe mình có thể ngồi trên xe đi bán được thì mình cứ làm đi bán. Được đồng nào đỡ đồng đó. Chứ em thấy giờ ở nhà dịch gà mà nó chạy vô nó quấn quýt anh ỉa lùm la chứ mà anh lết cái này không biết anh cũng bị nhiễm trùng anh bệnh thêm nữa. Sau này cho cái gà nó gào lại đi anh ơi. Gào được quá dơ rồi. Bệnh của anh nó cái gì chứ nó lết tới lết luôn á anh. Bị nhiễm trùng luôn. Có nguy hiểm lắm đó anh. Anh ảnh hưởng không? Chứ hậu nghĩa này cô nghĩ luôn đó. Anh chế mình phân cách cho mấy dịch ở kia đi á. Ừ. Anh thấy không kìa. Nhưng mà lết chúng cái lỡ ngay cái thương anh một cái là nó sẽ nhiễm trùng nặng. Nó dơ lắm. Đâu có lưng sao đi nhậu. Lưng gù quá, lưng gù dở anh cho khẩu qua phim. Lưng gù rồi thôi, bà chế bà ngại rồi thôi. Mới gù này hả vậy? Dạ. Gù lâu. Ủa, lưng bị gù luôn hả? Con nhỏ tới 11 tuổi mới đi được. Dạ. Rồi lưng bị gù luôn hả? Vậy hả? Lưng gù luôn nè, bị lâu vậy nhậu? Dạ, lâu rồi, nhỏ lắm. Cái quay sườn gì nó hót vô trong này nè.
sườn cái này nó hấp vô và sườn con bên á. Dạ. Bị lưng gù mà còn sao lại còn bị cái một gì đang phát đang tiến triển nữa. Dạ. Nhất mà chưa biết là té có không có thuốc luôn hả? Té bầm rồi. Dạ có, dạ có, hôm qua mua thuốc tây cho 24.000 rồi. Xin thuốc rồi nhà nước cũng miễn phí. Dạ. Thuốc y tế rồi miễn phí mày. Xin thuốc nhà nước á. Không, nhà nước cho ghi là riêng còn. Vô viện xin thuốc. Dạ có, nhưng mà cái không? Này dạ có, cái này mình té mà. Ừ, mình té là cho nên mình tự mua thuốc mà. Vô bệnh viện mình xin thuốc thôi, bình thường. Dạ. Nó đừng mua ngoài nha. Dạ. Tại vì em có bảo hiểm rồi, tức là trong cơ thể mình bệnh là mình cứ vô ta lo hết luôn. Ta lo cho mình. Nhưng mà cái đó thì nó mất thời gian, mình không để thể bán đi bán số được. Dạ. Nhưng mà có cái nó làm lô la không à. Em vô đó vẫn mới bán số được mà. Không, ý em nói mình vô đó cái nó giấu số nó kêu mình ghi tên rồi. Đúng rồi. Nọ rồi đâu có biết chữ đâu mà ghi tên. Nhưng mà em vô cái vô lại đi nói là em không biết chữ gì thôi. Dạ em cũng có nói như vậy cái nhưng mà khó khăn lắm tại em không có đi lại mình đây là có chữ biết chữ đây mà mình vô làm khó nè. Cô có chữ không cô? Đủ thứ chuyện cho. Dạ anh Hậu ấy anh Hiền biết chút chút. Anh Hiền biết chút hả? Dạ học lớp mấy? Học lớp 4. Lớp 4 luôn hả? Dạ. Vậy là quên anh Hiền biết chút chút à. Như là cô với chị Hậu. Cô nhỏ cái lớn đi giữ cháu không? Cái thuốc phải ghi tên rồi đó chứ không có không ghi đâu. Bây giờ nó khó hơn mỗi lần lắm. Cô lúc này khỏe nhiều không cô? Cô cũng nhất lưng nhất chị tùm lưng hết trơn. Sáng vậy tới chị đi không có nổi đó, ngồi hơi mới đi nổi. Ăn làm gì chứ, bệnh chứ bệnh chứ. Như là cô lớn tuổi mà bây giờ thì có anh chị Hậu là người lao động chính nè, rồi cô săn cho anh Hiền như là đi cầu vệ sinh thì cô làm hết. Rồi cô có như là cô có cảm nhận suy nghĩ như là có mơ ước để làm sao mà cho anh Hiền vượt qua cái cô cũng mơ ước lắm, đừng cho nó ỉa gì nữa, cô mơ ước cho nó khỏe mạnh gì đó. Dạ. Cô cực quá rồi. Dạ. Bây giờ cái nhà cầu là đã trong nhà là đã có rồi hả cô? Có rồi. Nhà cầu đó tại sao mình không đi không được hay là sao mà mình không đi vệ sinh được? Lạc đi ra trọng đông á. Đi té lên té xuống đi. Mình đi rồi nó té. Mà đặt nó rồi để đồ gì nữa, đi không được nó đi không được. Có nghĩa là đi không được là do cái bước đi mình đi không được hay là vô trong đó mình đi không được? Mình đi không được. Đi vô trong nó lớp rồi tới ông trọng rồi nó té kêu đỡ rồi đỡ không có nổi, cô đỡ đâu có nổi. Vậy là cái cầu đó xây cái labo cao hay là sao? Thấp thủng à. Ý bây giờ nó lớp lớp vô chứ nó đi cái ẹt kìa nè. Nên là nó bị té xuống. Rồi cái cầu mình đó nước có thoát ở đâu cô? Có đào cái hầm á. Không đắn, chứ không có đường thoát. Không mà bây giờ cho hỏi lại vụ cây cầu là loại cây cầu ngồi hay là chầm hõm hay là cây cầu mình ngồi tạ xuống luôn. Phải giống như cái phòng này nè. Tạ xuống luôn hả? Dạ. Nếu mà cầu ngồi tạ xuống luôn á là cây cầu đó anh khó đi lắm. Để vậy đi nó la lặng nó kêu cô đỡ nó vậy. Bây giờ nội mà treo lên cái cầu đó không mà thấy khó khăn nè. Không cái cầu ngồi làm sát lắc luôn. Ngồi bẹp luôn á. Dạ. 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 Chứ không phải cái cầu cao gì nha. Vậy hả? Dạ. Cái cầu mở rộng quá đó. Rồi chị nói vậy là cái cầu đó là cầu ngồi chùm hổm này. Vậy sao anh không đi kia trong đó mà để mẹ mình xử lý cho mình? Cầu đó anh có thể lết vô trong đi được mà. Dạ, gài dịch để đầu không chịu lắm. Bây giờ là dịch gà là phải vệ sinh cho sạch sẽ là đặng mình lết tới lui nhà cửa mình cũng vậy nữa. Phải vệ sinh cho sạch sẽ mới được. Dạ. Đặng còn mình lội ra lội vô rồi mình vệ sinh thân thể mình cho nó dễ. Rồi mấy bình nước này tối ngày nó mưa trời. Nước có ai đây? Nhà nước tài trợ. Nhà nước tài trợ. Có cho không cho mình ha. Dạ. Giữa nước uống ha. Giữa nước uống. Có để nước đây không? Dạ có để cái kia chưa có để cái này người ta mới cho đợt hởm nè. Rồi mình sao mà để nước đây được? Dạ hửng 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 có cái nước không? Có nước có nước bơm này hả? Dạ có nước sạch. Nhà nước trong. Thấy cuộc sống của bà là còn vất vả dài nữa bà ơi. Hy vọng là có mạnh thường quân để tài trợ. Thứ nhất là phải sửa lại cái nhà vệ sinh cho anh làm sao anh ngồi thoải mái là không để cho bà
phải lo cho anh như vậy nữa. Thứ hai nữa là tìm cho anh một cái công việc để anh làm, để phụ tiếp gia đình. Dạ. Tại hiện bây giờ là bà Chế là bà đã muốn yếu rồi, bà là nguồn thu nhập chính trong gia đình nữa. Mà bây giờ bà đã yếu rồi thì biết bà lo được bao lâu nữa. Nó còn bền sức sống. Dạ. Mến chào thưa chú anh chị và các bạn. Hôm nay Vũ sẽ chia sẻ hoàn cảnh của chị Hậu nè. Chị Hậu năm nhiêu tuổi chị Hậu? Dạ 41. Dạ 41 tuổi rồi chị Hậu. Năm nay chị bây giờ chị làm gì? Chị bây giờ? Dạ bán vé số hàng ngày. Dạ. Cái hoàn cảnh khó khăn quá. Rồi bán ngày như thế nào chị Quỳnh? Dạ nhà bữa được thay. Có làm gì đều hết nè. Rồi giờ về anh Hiền. Dạ. Vậy là anh đi lui không? Đi tới được không? Được nè. Đi tới rồi mình là mình nhích tới gì không? Dạ dạ. Rồi vậy đấy ha. Dạ. Rồi giờ anh có mơ ước là mình hết bệnh và mình có làm gì không anh Hiền? Hả? Hấp xài thông đâm hấp diễn thẳng. Anh có mơ ước là mình khỏe lại mình làm gì tiếp cô không? Có. Mơ ước gì anh Hiền? Bán số rồi làm này làm kia tiếp. Đấy ha, mơ ước cho hết bệnh. Bán số ha. Còn như gì rồi anh đi nhất gì rồi anh đi bằng cái gì di chuyển thì sao? Đi gì không? Gì đấy ha. Đây là cô là mẹ của chị Hậu cũng như là mẹ của anh Hiền. Rồi cô năm nay mấy tuổi cô? Cô 74. Dạ, cô lúc này có khỏe không? Cô bây giờ cũng nhất Dạ, kính thưa cô chú, của anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì nãy giờ em cũng đã chia sẻ lên cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì mong rằng là cô chú anh chị sẽ yêu thương và ủng hộ qua kênh của YouTube của Tài U Minh Thượng. Thì thưa anh chị là gia đình rất là khổ, cần sự hỗ trợ của quý cộng đồng và mạnh thường quân. Nếu cô chú anh chị nào mà thấy thương thì hãy liên lạc với số điện thoại của em đang để trên màn hình. Và cuối video em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và mạnh thường quân dồi dào sức khỏe và mạnh ăn thành công trong cuộc sống. Em xin tạm dừng video tại đây và em xin cảm ơn.